Chào tất cả các em học sinh Để chuẩn bị bước vào tiết học tập đọc Các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 4 Tập 1, trang 70, 71 Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là Đọc rành mạch, trôi chảy một đoạn kịch Bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên Thể hiện được tâm trạng háo hức, ngạc nhiên của tin tin, mi tin Thái độ tự tin, tự hào của những em bé ở vương quốc tương lai hiểu nội dung bài Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc có những phát minh độc đáo của trẻ em trả lời được các câu hỏi 1, 2 trong sách giáo khoa. Mở đầu tiết học, cô sẽ giới thiệu những nét chính của vở kịch ở Vương quốc tương lai. Đó là một trích đoạn trong vở kịch Con chim xanh, kịch của Matt Tetlitz, nhà văn đã được giải thưởng Nobel vở kịch ở Vương quốc Tương Lai kể về hai bạn nhỏ, Tin Tin và Mi Tin, với sự giúp đỡ của một bà tiên, đã vượt qua nhiều thử thách, đến nhiều xứ sở để tìm một con chim xanh về chữa bệnh cho một bạn hàng xóm. Đoạn chích dưới đây kể lại việc hai bạn tới Vương quốc Tương Lai, trò chuyện với những người bạn sắp ra đời. Câu chuyện tiếp diễn thế nào? Cô mời các bạn cùng đọc và tìm hiểu. Tiết tập đọc này chúng ta có 3 hoạt động. Hoạt động 1 cô hướng dẫn các em luyện đọc và tìm hiểu màn 1. Hoạt động 2 cô hướng dẫn các em luyện đọc và tìm hiểu màn 2. Hoạt động 3 chúng ta sẽ luyện đọc diễn cảm. Bây giờ chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, luyện đọc và tìm hiểu màn 1 trong công xưởng xanh. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 70 lắng nghe cô đọc bài. Trong công xưởng xanh, Tin Tin cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? em bé thứ nhất mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất tin tin cậu sáng chế cái gì em bé thứ nhất khi nào ra đời mình sẽ chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc mi tin vật đó ăn ngon chứ nó có ồn ào không em bé thứ nhất không đâu chẳng ồn ào gì cả mình chế sắp xong rồi cậu có muốn xem không tin tin có chứ nó đâu em bé thứ hai cậu có muốn xem vật mình sáng chế không tin tin có chứ cái gì đấy em bé thứ hai có ba mươi vị thuốc trường sinh kia trong những chiếc lọ xanh em bé thứ ba từ trong đám đông đi ra mình mang đến một thứ ánh sáng mà chưa ai biết cả em bé tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường thật là kỳ lạ phải không em bé thứ tư kéo tay tin tin tôi lại đây xem cái máy của mình nó biết bay trên không như một con chim em bé thứ năm hãy lại xem cái máy của mình đã nó biết dò tìm những kho báu còn giấu kín trên mặt trăng trong màn một này có các từ khó đọc khi đọc các em cần lưu ý từ sáng chế các em cần lưu ý âm sờ các em đọc theo cô sáng chế từ thuốc trường sinh các em cần lưu ý âm trờ, âm sờ. Các em đọc theo cô. Thuốc, trường, sinh. Từ dấu kín, các em cần lưu ý phụ âm đầu là gì? Các em đọc theo cô. Dấu, kín. Ở màn 1 này, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích một số từ khó hiểu các em nhé. Sáng chế có nghĩa là gì? À, sáng chế có nghĩa là tự mình phát minh ra một cái mới mà mọi người chưa biết đến bao giờ. Thuốc trường sinh là gì? Thuốc trường sinh là loại thuốc uống vào sẽ sống lâu theo quan niệm của người xưa. Ngoài các từ trên còn có các từ nào các em chưa hiểu rõ, các em có thể tra từ điển, tìm hiểu trên internet nhé. Sau khi được cô luyện đọc từ khó và giải thích một số từ khó hiểu, Tiếp tục chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu bài Câu hỏi thứ nhất, Tin Tin và Mi Tin đến đâu và gặp những ai? Cô mời các bạn suy nghĩ trả lời. À, Tin Tin và Mi Tin đến vương quốc Tương Lai. Hai bạn gặp những bạn nhỏ sắp ra đời. Các em hãy suy nghĩ và giải thích cho cô xem vì sao nơi đó có tên gọi là vương quốc Tương Lai? à nơi đó có tên gọi là Vương quốc tương lai vì những bạn nhỏ sống ở Vương quốc này chưa ra đời, chưa sống ở thế giới hiện tại của chúng ta. Có mời các bạn tiếp tục câu hỏi thứ hai. Các bạn nhỏ trong công sưởng xanh sáng chế ra những gì? Cô mời các bạn đọc đoạn trích và tìm câu trả lời. Câu trả lời của cô là các bạn nhỏ trong công sưởng xanh sáng chế ra. Thứ nhất, vật làm cho con người hạnh phúc. Thứ hai, 30 vị thuốc trường sinh. Thứ ba, một loại ánh sáng kỳ lạ. Thứ tư, một máy biết bay như chim. Thứ năm, một cái máy biết dò tìm những kho báu còn dấu kín trên mặt trăng. Vậy, các em hãy suy nghĩ cho cô biết. Các phát minh ấy thể hiện những ước mơ gì của con người? À các em ơi, các phát minh trên thể hiện ước mơ của con người đó là muốn được sống hạnh phúc, muốn được sống lâu, sống trong một môi trường tràn đầy ánh sáng, chinh phục được vũ trụ. Vậy các em có thể nói cho cô biết sau khi tìm hiểu xong hai câu hỏi ở trên thì màn một nói lên điều gì? Đó là những phát minh của các bạn nhỏ thể hiện ước mơ của con người đó chính là nội dung của màn 1 của chúng ta các em nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động 2, luyện đọc và tìm hiểu màn 2 trong khu vườn kỳ diệu. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 71, lắng nghe cô đọc màn 2 của vợ kịch nhé. Trong khu vườn kỳ diệu, em bé cầm nho, mang một chùm quả trên một đầu gậy đi tới. Cậu thấy chùm quả của mình thế nào? tin tin chùm lê đẹp quá em bé cầm nho không phải lê đâu nho đấy đến lúc mình ba mươi tuổi mọi quả nho đều sẽ như thế này mình đã tìm ra cách trồng và chăm bón chúng em bé cầm táo bê một sọt quả to như quả dưa hãy xem những trái cây mình trồng này mi tin dưa đỏ phải không cậu em bé cầm táo không táo đấy chưa phải là loại to nhất đâu khi mình ra đời mình sẽ giúp mọi người trồng những loại táo to thế này em bé có dưa đẩy một xe đầy dưa to như những quả bí đỏ đây là sản phẩm của mình tin tin mình chưa bao giờ thấy những quả bí đỏ lại thế này em bé có dưa không đó là những quả dưa khi ra đời mình sẽ trồng những quả dưa to như thế này theo mắt nguyễn trường lịch dịch các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết câu chuyện này diễn ra ở đâu. Cô tin chắc rằng các em dễ dàng nhìn thấy câu chuyện này diễn ra trong một khu vườn kỳ diệu nhỉ. Vậy, màn 2 cho em biết điều gì? Cô nghĩ rằng bạn nào cũng đọc xong màn 2 cũng có thể trả lời được câu hỏi đó là màn này giới thiệu những trái cây kỳ lạ ở vương quốc tương lai qua việc vừa tìm hiểu nội dung bài thì các em có thể dễ dàng trả lời cho cô nghe vở kịch này muốn nói với em điều gì vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo góp sức mình phục vụ cuộc sống tiếp tục chúng ta bước qua hoạt động 3 luyện đọc diễn cảm Cô hướng dẫn các em đọc diễn cảm màn 1 theo cách phân vai: Tin Tin, Mi Tin, Năm Em Bé, người dẫn chuyện. Cô lưu ý giọng đọc, các em sẽ đọc trôi chảy, chú ý đọc đúng những câu hỏi, câu cảm, ngắt giọng rõ ràng đủ để phân biệt đâu là tên nhân vật, đâu là lời nói nhân vật. Với bạn Tin Tin, Mi Tin, các em đọc giọng đọc hồn nhiên, thể hiện được tâm trạng háo hức, ngạc nhiên. Với các em bé các em đọc với thái độ tự tin tự hào và các em chú ý nhấn giọng ở các từ ngữ sáng chế hạnh phúc ăn ngon ồn ào và các từ ngữ gợi tả gợi cảm các em hãy lắng nghe cô đọc và tự luyện đọc lại đoạn trích trong công xưởng xanh thật là tốt nhé trong công xưởng xanh tin tin cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy em bé thứ nhất mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất tin tin cậu sáng chế cái gì em bé thứ nhất khi nào ra đời mình sẽ chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc mi tin vật đó ăn ngon chứ nó có ồn ào không em bé thứ nhất không đâu chẳng ồn ào gì cả mình chế sắp xong rồi cậu có muốn xem không tin tin có chứ nó đâu em bé thứ hai cậu có muốn xem vật mình sáng chế không tin tin có chứ cái gì đấy em bé thứ hai có ba mươi vị thuốc trường sinh kia trong những chiếc lọ xanh em bé thứ ba từ trong đám đông đi ra mình mang đến một thứ ánh sáng mà chưa ai biết cả em bé tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường thật là kỳ lạ phải không em bé thứ tư kéo tay tin tin cậu lại đây xem cái máy của mình nó biết bay trên không như một con chim. Em bé thứ năm, hãy lại xem cái máy của mình đã. Nó biết dò tìm những kho báu còn dấu kín trên mặt trăng. Sau khi đọc xong bài tập đọc này, cô muốn gửi đến các em là Các bạn nhỏ ở vương quốc tương lai cũng giống như chúng ta đều mơ ước có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Ngày nay, con người chúng ta đã chinh phục được vũ trụ, lên tới mặt trăng, đã nghiên cứu, lai tạo để tạo ra những loại hoa trái to hơn thơm ngon hơn trước các em thiếu nhi ngày nay cũng giành được nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi học sinh giỏi sáng tạo phần mềm máy tính điều đó có nghĩa là mọi mơ ước đều có thể thực hiện được khi chúng ta có quyết tâm và lòng hăng say lao động vậy cô mong rằng các em cần có những ước mơ cao đẹp và cố gắng thực hiện được điều mơ ước của mình nhé tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ đọc lại bài nhiều lần và trả lời lại hai câu hỏi. Xem trước cho cô bài nếu chúng mình có phép lạ. Là... Cô thân ái chào tất cả các em. Chúc các em một ngày tràn đầy năng lượng và bình an trong mùa dịch Covid. Luôn ghi nhớ và thực hiện 5K nhé. Cô chào các em.